bài Ngũ Cung Hòa Điệu. Bài này trọn bản 33 câu nhịp tư. Trong cái bài Ngũ Cung Hòa Điệu này nó có 5 lần chuyển dây đờn và 7 lần chuyển hơi. Hoàng Khang lập bản đờn này vào ngày 26 tháng 5 năm 2013, và Hoàng Khang đờn để kỷ niệm chơi. Trước khi đờn bài này, Hoàng Khang cũng nói lên với cô chú anh chị và tất cả mọi người ham mê cái bộ môn đờn ca tài tử, Hoàng Khang chỉ chơi theo cái đam mê của chính bản thân mình, chứ Hoàng Khang không có đủ tư cách để nói giỏi dở gì ở đây. Mong cô chú anh chị nào nghe được thì để nghe chơi cho nó vui, còn nghe không được thì cứ việc mạnh tay lướt qua bỏ. Hoàng Khang rất là cảm ơn, tại vì mình cảm thấy bản thân mình không có cửa nói hay dở gì ở đây. Hoàng Khang cảm ơn các bạn và các cô chú anh chị.
Bài Ngũ Cung Hòa Điệu này chúng ta đờn dây hòa tư hơi xuân, bắt đầu từ câu 1 cho đến hết câu 4 viết cái chữ tích, thì ta chuyển qua hơi bắc cũng vẫn còn đờn dây hòa tư. Ta đờn đến hết câu số 8 viết cái chữ u thì ta mới bắt sang chuyển dây mùi dây hòa năm, hơi mùi. Từ cái dây hòa năm này ta đờn hết số câu 12 rồi ta mới chuyển qua cái hơi ngữ, đờn chuyển luôn cái dây, chuyển qua dây hòa nhị mà cái hơi ngữ. Thì cái hơi ngữ này, dây hòa nhì này, ta đờn đến hết câu số 15. Hết câu 15 với cái chữ sang thì chúng ta chuyển qua hơi hạ, dây hòa 3. Rồi từ đó, từ câu 16 chúng ta đờn đến là đầu câu 22. Đến đầu câu 22 mở thật chậm để chuyển sang, bắt đầu chuyển sang hơi ai quán, để chuyển sang dây hòa nhất. Khi mà chuyển sang dây hòa nhất thì dứt câu 23 mới chuyển sang dây hòa nhất. Từ câu 22 đến hết câu 23 là cái đó là chúng ta để mở chậm chuyển hơi thôi. Mà thật sự chuyển hơi dây hòa nhất á, thì vào câu 24 ta chuyển hơi ai quán dây hòa nhất. Rồi ta đờn hết cái câu số 26 thì ta cũng vẫn giữ cái đờn, vẫn giữ cái dây hòa nhất đó, thì ta chuyển qua hơi trống xuân. Hơi trống xuân này thì ta đờn cho đến dứt cái câu số 30, rồi ta cũng vẫn giữ cái dây hòa nhất đó, ta sẽ chuyển sang cái hơi sông cước, là đờn từ câu 31 đến câu 33. Đó là hết bạn. Cảm ơn các bạn.